Ok, hello anh chị. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái video nhận định thị trường hàng ngày của em Trung trên kênh Ichimoku Chính Pháp nha. Thì đi vào thị trường ngày hôm nay, thì trước tiên thì mọi người để lại cho em Trung một lượt like cũng như là một trái tim màu tím ở dưới phần comment để ủng hộ anh Trung nha. Đi vào thị trường hôm nay, thị trường của mình là một phiên cũng loanh quanh tham chiếu thôi, loanh quanh mức tham chiếu. Dao động thì đã có sự tăng dần khi sáng ngày hôm nay nó kéo lên tận 1.168 ở gần cái cản 1.170. Nhưng trong phiên có lúc những lúc nó đạp về khi mà dòng banh ngày hôm nay đang xuất hiện những cái dấu hiệu điều chỉnh đó, banh ngày hôm nay đang xuất hiện những cái dấu hiệu điều chỉnh trở lại với vol khá là lớn. Cái phiên trước con BID nó điều chỉnh vol thấp thôi thì hôm nay cái khối lượng nó bắt đầu nó bung ra rồi, thì cho thấy là có thể là thời điểm sắp tới dòng banh nó sẽ bước vào cái quá trình nó điều chỉnh và tái tích lũy, thì đó chính là cái cơ hội để các cổ phiếu nhóm mid cap có thể tăng được. Ngày hôm nay cũng đã có những cái dấu hiệu dòng tiền lan tỏa dần sang nhóm chứng khoán cũng như là một số cổ phiếu bất động sản và dòng banh ấy, thì ngày hôm nay những con cổ phiếu gọi là bết bát nhất của dòng banh như là con EIB, AB, BABI đó, OCB đâu đấy, những con này ngày hôm nay nó bắt đầu nó tăng lên thì cho thấy là dấu hiệu là dòng banh nó đang bước vào cái đoạn cuối của cái sóng 1 của nó. Tất nhiên là các cổ phiếu banh ở thời điểm hiện tại khi mà nó đã kéo lên như thế này thì nó sẽ không thể chỉnh một phát nó chỉnh xuống đây luôn nhá mọi người, nó không thể chỉnh chữ V này được, mà sau đấy nó sẽ zig zag nó đi ngang đây, nó sẽ tạo ra một cái vùng nền đây đó, rồi nó sẽ chạy tiếp một con sóng 2, bởi vì tiền lớn họ không thể phân phối được ra khi mà nó đã ổ vào ổ ạt như thế này với một chỉ một con sóng được mọi người nhá. Con như là MBB này nó kéo một mạch lên như này thì cái lượng tiền này làm sao mà nó có thể phân phối được hết được, mọi người thấy như vậy không đó. Thì đây nó là cái con sóng đầu tiên và thường là cái sóng mạnh mẽ nhất của một cái cổ phiếu, sau đấy cái cú rũ tiếp theo nó sẽ đi vào một cái con sóng tiếp theo của nó, giống như là những con cổ phiếu khác trong những cái dòng như là chứng khoán bất động sản thôi. Mọi người nhìn cái dòng chứng khoán lúc thời điểm đầu tiên nó vào sóng ấy, nó cũng có một cái nhịp chạy đà rất là mạnh mẽ vượt khỏi vùng đỉnh này lên tận đây, tích lũy xong khoảng đâu đấy một tháng trời, sau đấy nó đi đi lên tiếp, những cái nhịp tiếp theo của nó không phải là một cái nhịp tăng quá là mạnh đó. Thì cái dòng banh thời điểm sắp tới nó cũng sẽ như vậy, và cái dòng banh ấy nó sẽ là một cái bệ đỡ rất là vững chắc cho thị trường hiện tại. Khi mà tiền nó củng cố vào dòng banh, củng cố vào VN30 như vậy thì nó sẽ là một cái bệ đỡ để các cái cổ phiếu khác, các cái dòng khác nó được đi lên tốt hơn và sẽ bước vào một cái quá trình sóng rất là lớn trong thời gian tới. Vì vậy mọi người, trong giai đoạn hiện tại nếu có những cái nhịp chỉnh rung lắc về những cái vùng phía dưới quanh 150, 140 này thì em nghĩ nó là những cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể nhặt dần các cái cổ phiếu tốt nhá. Chúng ta phải lựa chọn được những cái cổ phiếu nào, tất nhiên là về mặt ngắn hạn mọi người sẽ phải đi tìm những cái cổ phiếu nào về vị trí ít nhất khi mà thị trường nó điều chỉnh, nhưng mà ở dài hạn ấy, thì mọi người nên nhìn cái con cổ phiếu nào mà quá khứ nó là cái dạng cổ phiếu nó có nhạy với sóng nhất và nó là một cái con mà nó dễ vào sóng nhất. Ví dụ như trong dòng bất động sản thì em sẽ lựa chọn những con như Nick này, như Shell, như là Novaland, như là PDR, như là Đất Xanh, thì đây là những cái con mà khi mà thị trường nó có sóng của ngành đó thì nó đi rất là êm ái đấy. Còn trong về mặt ngắn hạn thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải chọn những con cổ phiếu nào nó bị chỉnh ít nhất trong cái nhịp chỉnh của thị trường. Ví dụ như ngày hôm qua trong dòng chứng khoán ấy, đó, con VIX nó chỉnh rất là ít này thì ngày hôm nay nó tăng lên 2%, hay con MBS hôm qua nó chỉnh rất là ít thì ngày hôm nay chỉnh nó tăng lên là điều bình thường đấy. Thì mọi người nhìn mặt ngắn hạn là như vậy là rất là rõ ràng rồi, nhưng mà nhìn về cái mặt trung hạn ấy, thì những cái con nào nó nhạy với sóng và nó có cái tính phiêu tốt ấy. Mọi người nhìn con MBS lúc mà nó có sóng nó có chạy được bằng con VIX không mọi người? Đấy, con VIX nó chạy như thế này, con MBS thì đến cái giai đoạn cuối sóng nó bắt đầu có những cái nhịp nó chạy mạnh. Nên vì vậy cái việc chúng ta lựa chọn cổ phiếu nào ở nền mà chúng ta mua được, tích góp được để chúng ta đánh trung hạn nó cũng rất là quan trọng. Không phải con cổ phiếu nào nó cũng tạo ra cái điểm mua cũng vào chạy sóng tốt đâu. Đấy. Luôn luôn nếu mà nó vào sóng em sẽ luôn luôn ưu tiên những con như là FTS, như là VIX, như là SHS này. SHS thì cũng không hẳn là cổ phiếu khỏe trong đoạn đầu sóng. Đoạn này nó cũng chạy được một cái nhịp rất là ghê. Đấy. Chứ em sẽ không chọn những con như là HCM, như là VND. Nên mọi người đánh thấy sóng của nó như này. Đấy, nó cứ lên được một vài phiên rồi sau đó nó đi ngang cả tháng trời, xong lại đạp xong nó lên tiếp. Đánh như vậy nó rất là khó chịu. Đấy, hay cả những dòng như là thép này. Đó, tất nhiên là có những dòng thép thì loanh quanh bốn con thôi, không có gì để chọn nhiều đâu. Mọi người, dòng thép như ngày hôm nay nó đang có những cái dấu hiệu cân bằng khi mà cổ phiếu HFG hiện tại nó đã chạm về kênh dưới, nó bật lên tương đối là tốt. Vậy em nghĩ dòng thép ở thì hiện tại một vài phiên nữa nó đi ngang ở đây, mọi người có thể mở mua, bắt đầu mở mua lại với dòng thép. Và cái nhịp này ấy, thì có thể là nó sẽ chưa phải cái nhịp chạy ngay của cổ phiếu thép đấy, mà trước tiên nó sẽ đánh lên trên này đã, đánh trên này. Nếu nó lên trên này mà nó có cây nổ lên luôn thì ok, khả năng là dòng thép nó sẽ vào sóng. Nhưng mà đánh, nếu mà đánh lên trên này mà nó đi xuống này này đấy, thì có thể đến giai đoạn cuối này nó sẽ có một cái pha rũ xuống tích lũy như này rồi nó mới lên, giống như là cái thời điểm này mọi người nhá, giống như là thời điểm này nó cũng tích lũy ở đây đấy,
sau nó rũ xuống một phát nhìn ngang rồi nó mới lên, thì cái dòng thép nó sẽ có khả năng như vậy. Để nhận biết ra được dòng thép nó vào sóng hay không thì chúng ta sẽ nhìn một con HPG. HPG giai đoạn này là cổ phiếu nó tích lũy một cái nền rất là dài này. Đấy, và khi nó vào sóng nó nổ lên với một cây thanh khoản lớn như này thì cái cây này chính là cây báo hiệu cho việc và dòng thép nó sẽ vào sóng. Thì cái con này nổ lên thì nó sẽ phải đi kèm thanh khoản, vì đây là một cái con nó thanh khoản nó rất là lớn. Đấy, nên ở thì hiện tại con HPG mà nó hiện tại nó vẫn đang duy trì được kênh tăng, nhưng mà sắp tới một con HPG nó có nổ lên với cái thanh khoản nó vượt trội thì em nghĩ lúc đấy mọi người có thể tham gia được với dòng thép mạnh mẽ hơn. Còn ở vùng hiện tại chúng ta phải canh những cái vùng biên dưới chúng ta nhặt đối với dòng thép. Và tiếp theo đối với các cổ phiếu bất động sản, các cổ phiếu bất động sản trong phiên hôm nay thì hồi tương đối là nhẹ. Những con nhỏ như là EGC thì em sẽ không bàn đến, nhưng mà những con cổ phiếu anh chị cầm nhiều như là DIG này, nó chỉnh về cái hỗ trợ ngay vùng này, nó đã có sự bật lên tương đối là ok. Sell này về bên dưới bật lên này vùng 22.2 nó bật lên được rồi, hay là Novaland cạnh dưới của cái vùng sideway của nó này, họ vôn bán tương đối là thấp. Nhưng mà chỉ cần một cái nhịp nó rũ xuống thôi ấy, thì có thể là cái người mà cầm ở vùng này nó sẽ bán nó hết, sau đó lại bật lên được, giống như là nhóm thép ấy. Nhóm thép nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó, ngoài này em nghĩ là vùng tích lũy người ta cầm rất là nhiều, nhưng mà đến khi bị bán nó bị gãy ra những cái cây vôn lớn như này thì người cầm ở vùng này sẽ bán rất là nhiều. Đó, thì như vậy nó sẽ làm cái con tàu của chúng ta nhẹ hơn. Đất xanh cũng khá là ok. Thời điểm này em nghĩ những cái điều chỉnh như này có thể là chúng ta đã mua được rồi. PDR này nó chỉ điều chỉnh về quanh vùng 27.5 thôi. Nhóm chứng khoán hôm nay có một phiên tăng đúng là ok, nhưng mà những con như là MBS phiên này nó tăng có những lúc nó vừa được lên ấy, nhưng mà cái trạng thái của nó là chưa mở Bollinger Band ra. Đó, thì những cái con này để mà nó tăng được thì nó sẽ cần thì nó sẽ đi ngang đây thêm một vài phiên rồi nó mở ra trước. Con nào mở ra trước thì nó sẽ tăng trước nhé, giống như là con SSI ấy. Con này mở ra trước và tăng trước lên này, test lại, có thể nhìn tiếp theo con này tiếp tục chạy. Đấy, còn những con mà nó chưa mở thì em nghĩ nó sẽ cần test lại đâu đấy quanh MA20 một chút rồi nó mới mở được. Còn VIX hôm nay đang có tín hiệu mở này, có thể phiên ngày mai là phiên tương đối tốt nếu mà con VIX thì nó tăng được. AGR ok này, AGR là cũng là một con nó đã mở Bollinger Band ra rồi. Sau quá trình nó co ở đây và mở ra ở bên trên thì cái điểm này nó chính là cái điểm mua đối với con AGR. Tương tự với các cổ phiếu khác thôi, mọi người có thể săn săn cái điểm khi nó mở mở Band ra là chúng ta múc cũng được. SHS này tích lũy tương đối chặt này. Con này thì em vẫn là cái con mà một đi theo hai kịch bản, một là nó vượt hẳn 19.2 thì em sẽ mua. Đấy, vượt hẳn 19.2 nó sẽ em sẽ mua. Hai là nó có đạp về vùng biên dưới, tức là nếu mà nó đạp gãy cái vùng quanh 17.5 18 này gần một cây thôi, nó đạp về đây là những người cầm ở vùng này rất là nhiều mọi người nhé, người mua ở vùng tích lũy rất là nhiều, thậm chí là họ cũng đang chán rồi, chỉ cần một cây vạch một phát như này thôi là những người cầm ở đây bán hết, kiểu gì cũng bán, kiểu gì cũng phải bán thôi. Nhưng mà sau đấy nó hồi lên được thì nó sẽ tạo thành một cái pha rũ tương đối tốt và người ta sẽ phải buộc phải tham gia trở lại. Nếu không tham gia trở lại thì rất dễ là lỡ sóng. Đó. Càng rũ sớm thì càng dễ vào sóng. Đó. Còn nếu mà không rũ mà mở ra tăng ngay được thì quá là ok. Chúng ta sẽ lại có những cái điểm tích cực thôi. Còn đầu tư công ngày hôm qua, còn CII này thì dạo này đánh theo bất động sản một chút. Con này cũng là một con tương đối khỏe trong ngày hôm qua, dù là hai cái phiên là bị bán vốn lớn nhé, nhưng mà nó rút chân được thì chứng tỏ là cái lực lực bán nó đã được hấp thụ tương đối tốt, và phiên hôm nay nó tăng được lên 3%. Thì đây nó là hiện tại nó đang là cái vùng cản của CII này, nhưng mà với cái sức khỏe hiện tại của con này thì cái khả năng mà con CII nó có thể vượt được vùng này là tương đối dễ, và nó sẽ lên được đến cái vùng 20 này. Đó, đây sẽ là cái vùng target đối với CII ở đợt này. Và phiên hôm qua thì em Trung cũng nhận này em Trung bán mất rồi, trong phiên nó có đạt về đến tận 17.95 thì em đã bán cái hàng ở quanh cái vùng 17 này rồi. Đấy, thì cũng tương đối là tiếc. Thì nếu mà cổ phiếu này nó vào sóng nhé, thì em nói với mọi người là nếu mà cổ phiếu nó vào sóng thì nó sẽ có cực nhiều cái điểm mà chúng ta có thể tham gia đánh dây cộng được. Thậm chí là nếu mà nó lên sóng không nhiều, chúng ta sẽ có cực nhiều điểm mà chúng ta có thể đánh dây cộng được. Ví dụ như này, CI nó vào sóng nhé, chỉ khoảng một thời gian sau nó lên đây nó đạp lại một cái là mọi người có cái thời điểm mà chúng ta có thể nhảy được vào rồi. Đây này, đây là cái thời điểm chúng ta tham gia vào rồi. Đó. Nên là nếu mà anh chị em chưa muốn mua tích lũy thì chúng ta chờ xác nhận cổ phiếu nó vào sóng đi. Đó, sau đấy chúng ta có rất nhiều điểm để tham gia, rất nhiều điểm để tham gia. CDD hôm nay tiếp tục có một phiên bật tại MA20 ok này. VCG rũ gãy MA20 đang lấy lại chưa lại được. Con này có thể nó sẽ cần tái tích lũy ở vùng này một chút. Đó, đi ngang ở đây một chút rồi nó sẽ tăng lên thôi. KHB cũng là một cổ phiếu tương đối khỏe trong ngày hôm qua, đây là một cổ phiếu không giảm nhiều nhá, không về đến hẳn vùng hỗ trợ 27.3 của nó mà nó chỉ loanh quanh ở vùng này thôi, chứng tỏ là con này đang duy trì được một trạng thái tương đối là khỏe.
Đấy, nên là cái vùng cản này của nó, em nghĩ là cái vùng của nó có thể xử lý được và nó sẽ lên được cái vùng phía trên này. LCG vẫn đang tích lũy thôi. Những con như là LCG, FCN theo Ichimoku ấy thì đâu đấy chúng ta sẽ có cơ hội trong khoảng một tuần nữa mọi người nhé. Một tuần nữa chúng ta sẽ có cơ hội để những cái con cổ phiếu này nó có thể bứt phá được những cái vùng này để nó bật lên. Tích lũy nó khá là lâu rồi đấy, tích lũy khá là lâu rồi. Đó. FCN này, mọi người thấy nó tích lũy chặt không? Đấy, tích lũy rất là chặt. Đấy, thì những cái con này khi nó bật được ra thôi là nó sẽ có những cơ hội ok đấy. Nghĩ là sẽ ok. HHV đó, bật tại vùng hỗ trợ. Khách sạn đang khá là ổn. Nên nhìn chung con HHV đoạn này em vẫn nghĩ là nó sẽ cần tích lũy thêm một cái nền ngắn đây trước khi nó lên. Giống như cái giai đoạn này này. Đấy, giống như giai đoạn này. Khi nó bật được lên nhưng mà do cái nền của nó là nền ngắn. Nên là nó sẽ phải thêm một cái, những cái nền này nữa. Đó, càng nhiều nền ở đây thì nó sẽ càng lên được. Ok, thì dòng dầu khí ngày hôm qua bị đẹp này, phiên hôm nay cũng có một cái phiên nó bật lại gần vùng hỗ trợ rồi. Đó thì sắp tới cái con những cái con dầu khí nó có thể hồi lên được. Anh chị em nào mà cầm dầu khí thì em nghĩ nó sẽ có cái cơ hội để chúng ta bán ra. Ngoài ra thì một số các cổ phiếu trụ ngày hôm nay cũng đang bật tương đối là ok. Ví dụ như con BVH này. Đó, tức là sau một cái quá trình mà dòng tiền nó luân phiên ở các cổ phiếu banh thì cuối cùng là nó lại dùng đến những con cổ phiếu khác ở trong nhóm trụ này nó đỡ thôi. BVH này, BCM, GAP này, GAP hôm nay có một phiên tăng này. Gác hôm nay nó có một phiên tăng này. Tăng nhẹ thôi, con này thì chưa tăng, nó đóng góp vào một ít vào mặt điểm số. BCM hôm nay tăng này, đó, tăng không được đóng cửa. Đó, có thể sắp tới nó sẽ đến cái nhóm VHM VIX nhé. Đấy, VHM VIX này hỗ trợ khách sạn ta quanh vùng 41.7. Thì em nghĩ là nếu anh chị em nào đánh cái cộng, có thể xem xét cái vùng này nếu mà nó có một phiên nó rút lên. Cổ phiếu này thì trạng thái hiện tại của nó vẫn tương đối là ok thôi. Đấy, giảm này, về đến đây bật lên cái thì cái khả năng mà nó có thể bật lên lại cùng trên này là tương đối dễ. Xem đánh T cộng có thể xem xét cái con cổ phiếu VHM này, còn VIX thì em sẽ không thấy nó ổn lắm, form của nó so với VHM không đẹp bằng nhé, dù là nó cũng test vùng này đã có những dấu hiệu rút chân lên tương đối tích cực rồi đấy, nhưng mà form của nó thì không được đẹp bằng VHM. Ngoài ra thì có những cổ phiếu khu công nghiệp nay thì có con Idico tiếp tục bật lên được 53.6 này thì đi chậm rãi mà nó có thể từ từ nó tăng lên thôi, gọi là vượt được cái vùng đỉnh này rồi đấy, vượt được cái vùng đỉnh này rồi. DTD này, DTD nhịp này đánh về bên dưới nha, quanh vùng 25 thì em nghĩ mọi người có thể nhặt được, và cái trạng thái trong khung tuần của DTD nó cũng đang tích lũy khá là tốt. Và vì vậy thì trong con này xét về cái khung tuần ấy, thì em nghĩ trong một vài tuần nữa có thể là đầu cuối tháng 2 tháng 2 thì con này nó sẽ có những cái cơ hội để nó bứt phá được cái vùng giá 27 này. Đó, con này nó bứt được 27 thì anh chị em cứ xác định là nó sẽ lên vùng phía trên này này. Đó sẽ là cái vùng có thể tạo được lợi nhuận tương đối tốt với con DTD. Còn các cổ phiếu khác trong dòng này, VGC sau phiên đạp có dấu hiệu cân bằng, vượt lại được vùng 253.45 thì em nghĩ là sẽ mua được. KVC này, KVC thì lần này nó lại rũ về hỗ trợ 31.7 rồi, 0.4 rồi, 0.4. Đây nó là cái vùng mua đối với KVC thôi, hỗ trợ ngay bên dưới. GX phiên hôm nay tiếp tục một phiên đi ngang, hôm trước thì nó có một cái phiên nó bung lên à, cứ tưởng là nó vượt được vùng 22.7 thì nó quá là khỏe đấy, nhưng mà đánh lên xong nó mới rũ, thì đấy là một cái cách rũ của con GX đấy, mà nó cái vùng này đang là cái hỗ trợ tương đối cứng này, nếu mà nó có giảm thêm ấy, thì khả năng là nó cũng sẽ giật lại thôi, nên là cái vùng này cũng là một cái vùng mua tương đối đẹp đối với cổ phiếu GX nha mọi người. Đó, cái nhịp lần này nếu mà sau cái quá trình nó rũ rồi, phiếu nào có rũ thì em nghĩ là cái khả năng sau đấy là cổ phiếu nó có thể chạy mạnh được. Đấy, con này cũng là một cái con mà nó rũ rất là nhiều trong cái đường lên của nó. Tại vì cái tính feeling của nó là khỏe. Nên nhìn chung phiên hôm nay là một phiên mà thị trường nó cân bằng tương đối là tích cực. Và nó sẽ mở ra được những cái điểm mà anh chị em có thể đánh cả T cộng lẫn là đánh trung hạn vẫn có thể nhặt thêm được trong phiên ngày hôm nay. Đấy. Vài phiên tới nếu mà nó có rung lắc thì em nghĩ nó vẫn sẽ là những cái cơ hội thôi. Đấy, liệu nó có rung lắc mạnh hay không không? Liệu nó có rung lắc mạnh hay không không? Mình đã xác định nhịp lần này của thị trường về mặt điểm số, kể cả nó kéo lên đây nhé, kéo lên đến vùng 1180 này nhé, này nó có chỉnh xong này, nó lên vùng 1180 này thì nó có rung lắc thêm, nó sẽ lên ở lại phía trên này thôi. Còn trước mắt của chúng ta target trong một vài tháng tới nó vẫn là cái vùng phía trên này đã, cái vùng phía trên này là vùng người ta kẹt hàng rất là nhiều đấy. Tất nhiên là có đã vài cái cổ phiếu nó đã lên đến cái vùng này rồi, thì nếu mà đoạn này nó phá ra cái vùng này thì nghĩ là những cái dòng đấy nó sẽ vào sóng được. Nhưng cái về mặt điểm số thì trên này nó vẫn là cái vùng cản tương đối mạnh của thị trường. Ok, thì nhìn chung phiên hôm nay thì chỉ đến thế thôi. Nếu mà mọi người có
câu hỏi nào về các cổ phiếu cũng như là về thị trường thì có thể để lại bên dưới phần bình luận nha. Mọi người chưa có người đồng hành trong quá trình đầu tư có thể liên hệ em Trung qua số điện thoại bên dưới màn hình, em Trung sẽ hỗ trợ mọi người. Chỉ cần mở một tài khoản VPS gắn ID em Trung là ok. Bye cả nhà.